Cô gái Việt Nam trúng vào 4 trường đại học lớn hàng đầu của Anh, Pháp. Thưa quý vị, quyết định từ bỏ 3 năm học ở Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An du học Singapore rồi trúng học bổng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA từ 4 trường top đầu thế giới. Thuận An là cựu học sinh trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cô gái 29 tuổi nhận tin trúng tuyển gần như cùng lúc vào cuối tháng 12 vừa qua. Trong 4 trường thì, INSEAD tại Pháp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trường MBA tốt nhất thế giới. 3 trường còn lại là trường kinh doanh London ở vị trí thứ 3, Đại học Cambridge xếp thứ 8 và Oxford xếp thứ 9. Thuận An đã chọn trường kinh doanh London của Anh bởi cô sẽ được cấp học bổng 100% học phí, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng. Các trường còn lại cấp cho cô mức 25-50%.